Thưa quý vị, từ cuối tháng 3, Hà Nội bước qua đỉnh dịch COVID-19, số ca mắc giảm mạnh là tiền đề khôi phục các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường. Trong tin tức đầu tiên của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại quá trình Hà Nội bước qua đỉnh dịch, hồi sinh như thế nào. Trong buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2022, ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng Ủy ban dân thành phố Hà Nội khẳng định, thành phố đã bước qua đỉnh dịch COVID-19, số ca mắc trong kỳ cuối tháng 3 trở lại đây giảm mạnh, giảm khoảng 45% so với cùng kỳ, báo cáo trước. Ông Dũng cho biết Hà Nội từng bước kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, kiên quyết có mục tiêu cốt lõi trong công tác phòng chống dịch như giảm tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong, đẩy mạnh bao phủ tiêm vaccine mũi 2, mũi 3, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết cơ bản thủ tục hành chính cho người dân. Kể từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam khôi phục hoạt động du lịch bao gồm nội địa và quốc tế. Hà Nội cũng xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Cùng ngày, Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan. Từ ngày 18 tháng 3, quận Hoàn Kiếm cũng mở lại các không gian phố đi bộ trên địa bàn, Thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy định 5K để phòng chống dịch. Khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh, ho, sốt, khó thở, mất vị giác, người dân không tham gia các hoạt động tại các địa điểm công cộng hay khu vực tập trung đông người như đám cưới, đám hỏi, đám tang, hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm. Ba tuần đầu tháng 2, học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội được trở lại trường nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh. Đến ngày 6 tháng 4, trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 ở cả 30 quận, huyện, thị xã học trực tiếp trên cơ sở kiểm soát dịch và sự tự nguyện đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh. Như vậy, Hà Nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường kể từ tháng 4 năm 2021. Ngoài ra, từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet được hoạt động trở lại. Các cơ sở này phải bảo đảm các điều kiện theo quy định các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan. Dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, song biến chủng của SARS-CoV-2 tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, mỗi người dân Hà Nội vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh lơ là chủ quan trước tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên toàn thế giới.